phô mai đen đó duy nhất ở Việt Nam mình có ở đây thôi. Trên thế giới thì cũng chỉ mới có xuất hiện ở một cái nhà hàng. Bắt đầu khai trương từ đầu năm 2019, tiệm bánh Phenom có cái tên độc lạ này để thu hút sự tò mò của nhiều người Sài Gòn. Từ đó, món ăn ở tiệm đã trở thành món yêu thích của nhiều người. Thực chất, bánh Phenom là bánh mì kẹp phô mai tươi. Theo chị chủ chia sẻ, nguyên liệu nhà làm không chất bảo quản và phẩm màu, ngược lại rất tốt cho sức khỏe. Giờ mình có cái sản phẩm phô mai đen là do là một cái ý tưởng nó bất chợt thôi. Tức là phô mai thì trước nay thì chỉ có màu vàng, tại sao mà lại có bây giờ mình sẽ nghĩ ra được một cái màu khác, thì mình mới nghĩ là không, nó sẽ là tốt cho sức khỏe nữa, nên là nghĩ tới cái màu đen đó, của tinh hang tre. Động lực là cái việc mà mình yêu thích kinh doanh, và thứ hai nữa là mình muốn chia sẻ, mình muốn phát triển cái bánh mì truyền thống của Việt Nam mình kết hợp với một cái món phô mai của phương Tây đó, nó đem đến một cái sự hòa quyện, và nó nâng tầm lên cái bánh mì Việt Nam. Tại thì bên mình sẽ là hiện tại đang có 3 sản phẩm. Một là bánh mì nướng phô mai đen giá là 17.000. Hai là bánh mì nướng phô mai vàng là phô mai truyền thống là 15.000. Bánh thứ ba là bánh mì nướng pate là 15.000. Cái thời gian bán thì là từ 3 giờ đến 8 giờ rưỡi, và thứ bảy thì bên mình nghỉ hàng tuần. Cái bonus của quán của mình là cái món độc nhất, đặc biệt nhất trong quán. Thì khi mà khách hàng tiếp xúc với khách hàng thấy lạ là tại sao mà phô mai lại đen đó, nhiều người lại còn thấy sợ. Nhất là mấy em mình nhỏ thì học sinh cấp 1, cấp 2 rồi, nhưng mà khi mà sau một thời gian thì khách hàng cảm thử trải nghiệm và cảm nhận là mình cũng có thích với khách hàng. Đây là cái sản phẩm phô mai đen đó duy nhất ở Việt Nam mình mới có ở đây thôi đó. Và trên thế giới thì cũng chỉ mới có xuất hiện ở một cái nhà hàng mà ở Indonesia, là nhà hàng quốc tế. Thì còn lại được cái món phô mai mà nó nằm trong 10 loại phô mai độc đáo nhất thế giới thì lại được đưa ra bán với giá bình dân ở vỉa hè, tiếp cận tất cả các khách hàng một cách dễ dàng. Đây là những cái thành phần nguyên liệu tự nhiên đó, nên là cứ tốt cho sức khỏe, rồi không có mỏ hóa chất, không có mỏ phẩm màu. Đặc trưng của phô mai thôi là thơm và béo, cũng không có mùi gì đặc biệt đâu, nhưng mà nó là phô mai tươi, do đó là nó sẽ thơm hơn và béo hơn so với phô mai. Món bánh mì phô mai khi vừa nướng xong có mùi rất thơm, còn có vị cay cay đậm đà của nước sốt đặc biệt do chị chủ tự làm. Có lẽ sẽ chẳng ai quên được món phô mai đen độc lạ số 1 này khi đã một lần ghé quán. Và cái tên Phenom Cheese sẽ giữ chân thực khách, không những vì chất lượng món mà còn giá cả hợp lý nữa.